Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Mọi người trong video có chia sẻ với Ngọc Ánh là Ngọc Ánh ơi, có căn nhà nào mà gần với lại viện 103, gần với lại quanh viện K không? Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà rất là gần với lại cái mà mọi người vừa hỏi, cái vị trí mà mọi người vừa hỏi. Với cái căn nhà này được thiết kế và xây dựng độc lập, cụ thể thì nó thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với căn nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, đầy đủ sổ đỏ, chính chủ bao toàn bộ phí thuế sang tên cho quý vị. Và với cái căn nhà này thì nó cách vị trí viện 103, viện K Tân Triều, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 1,5 km thôi mọi người nha. Cái căn nhà xây độc lập thì ngõ trước nhà là 2,5 m, cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Đây là phần ngõ trước nhà quý vị ơi. Đây mọi người nha. Đó. Và cụ thể căn nhà thì được thiết kế là 5 tầng. Ngồi sẽ quay và review rất chi tiết cụ thể cho quý vị. Đây, 5 tầng thoáng. 5 tầng này thì có ban công. Chủ đầu tư thiết kế có ban công hướng ra phía bên ngoài. Để mà nói 50m thì là ra trục chính mọi người ạ. Còn nếu như mà ở đây chỉ có cách khoảng tầm 20m thôi là ra tới đường ô tô, có thể gọi là đỗ cổng rồi mọi người ơi. Và toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà ở đây, như quý vị nhìn thực tế ở trên video, mặt tiền của ngôi nhà đều được ốp đá granite. Và phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện, và bên trong nó là cửa nhôm hệ đây, nhôm kính mọi người ạ. Chống ồn rất là tốt. Và đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Đây mọi người nha, phần phòng khách của ngôi nhà thì chủ đầu tư đã lắp đặt luôn cho mình một cái bộ bàn ghế ở đây rồi. Bộ bàn ghế sofa. Đây, cái phần để tivi mọi người ơi. Xung quanh cái bếp này thì chủ đầu tư ốp cái vách PVC, ốp nhựa ấy mọi người ạ, PVC. Nhưng mà nói chung là về cái độ bền nó cũng tầm khoảng được tầm 7 đến 8 năm, rất là đẹp. Đấy. Ở đây nữa mọi người nha. Nhìn trên video thực tế là quý vị cũng có thể tưởng tượng ra rồi. Căn nhà này xây duy nhất một căn. Cụ thể nó là thuộc phường Kiến Hưng. Ngọc Ánh vừa chia sẻ giá chào bán 3 tỷ 400 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế quý vị nha. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Ngoài cái phần phòng khách của ngôi nhà thì đây chính là phần phòng bếp. Đây là phần phòng bếp cụ thể của ngôi nhà. Nhìn thực tế ở trên video thì có thể thấy là cái tủ bếp thiết kế hai màu mọi người ạ. Ở trên là màu trắng và ở dưới là màu nâu. Hai cái màu sắc này thì nó cũng rất là sạch sẽ và nhã nhặn. Xung quanh bếp thì được ốp gạch rồi, và mặt bếp ốp đá đen granite. Cái phụ kiện bếp đi kèm thì là chất liệu inox 304. Nói chung là với cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay các bác nha. Đồng thời với cái không gian của cái căn bếp này thì chủ đầu tư có lắp luôn cho mình một cái hút mùi và một cái bếp ở đây rồi. Bếp từ mọi người nhá, bếp từ đôi. Đấy. Các chị em nội trợ nhìn cái không gian bếp này thì chắc là cũng không lắm, bởi vì nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà bởi với cái diện tích 30m thì chủ đầu tư đã cố gắng thiết kế đáp ứng đầy đủ cho mình cái công năng sử dụng rồi. Ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ với cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nha. Cái cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái vị trí bất động sản này thì nó mới quyết định lên cái giá bán. Giá bán là 3 tỷ 400 triệu đồng một cái căn nhà này. Cũng rất là hợp lý so với khu vực một căn xây dựng độc lập như thế này mọi người nha. Toàn bộ cái phần hoàn thiện của ngôi nhà ở đây như là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được hoàn thiện đầy đủ rồi. Nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước chủ đầu tư đã lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nha. Đó. Với cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây thì chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái vách CVC ở đây cũng khá là đẹp. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Đấy. Rồi là tay vịn cầu thang từ phía dưới lên cho tới lên tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Như vậy Ngọc Ánh review khá là chi tiết cụ thể giá bán của cái và của cái căn nhà này từ tầng 1 rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 3 4 5 của ngôi nhà để xem căn nhà này thiết kế có hài hòa và hợp lý hay không nhé. Mọi người ơi, với tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà thì với mỗi một tầng thiết kế gồm một cái phòng riêng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong quý vị ạ. Đây, tầng 2, 3, 4 thì mỗi tầng thiết kế gồm một phòng ngủ này,
và một cái ban công mở hướng ra phía bên ngoài như thực tế ở đây mọi người có thể nhìn thấy nhá. Căn phòng này cũng khá là vuông vắn đây, được chủ đầu tư lát sàn gỗ. Đó, ban công hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị ạ. Đó. Ngoài ra cùng với vị trí ngọc ánh quay của cái ngôi nhà này thì còn một căn nhà hướng Đông Nam. Và cái căn nhà hướng Đông Nam thì giá chào bán chỉ 3 tỷ 300 triệu đồng thôi. Cửa thông phòng đây, toàn bộ là cửa gỗ. Với cái không gian căn phòng ngủ này đây mọi người có thể thấy không? Ánh sáng ngập tràn vào ngôi nhà, cũng như là chủ đầu tư thiết kế ở đây là trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng này. Rồi là tất cả các phòng thì đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Phòng vệ sinh ở phía bên trong đây. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong phòng ngủ mọi người nha. Đây. Bồn cầu liền khối này, hệ thống lavabo bàn đá này, sen kê tắm nóng lạnh này. Quạt ở đây có mở một cái cửa này. Rồi ở trên phần, đây Ngọc Ánh chỉ tay ở đây mọi người có thể nhìn thấy một cái ô này để chờ bình nóng lạnh mọi người nhá. Đó, trong phòng vệ sinh này thì chủ đầu tư này ốp lát toàn bộ cái gạch màu vàng, gạch đá màu vàng cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Cửa nhà vệ sinh đây. Đó, quan trọng là vị trí, từ vị trí này mà đi ra tới khu đô thị San La, Nguyễn Xiển nó rất là gần mọi người ạ. Đấy, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nói chung là tầm 2 km quay đầu về đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí cho quý vị mong muốn khi mọi người mua nhà, đó là chợ, trường, phường, trạm, trung tâm y tế, rồi là trường học này, trung tâm thương mại này, nói chung là đáp ứng đầy đủ cho quý vị một cái căn nhà quý vị mong muốn. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tầng 3 nữa thôi mọi người nha, bởi vì nó giống hệt nhau luôn ấy. 2 3 4. Như vậy thì với cái căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. Đó. Phòng nào cũng được thiết kế như thế này. Đầy đủ ban công này, cửa này, ánh sáng thông thoáng vào trong ngôi nhà. Lát sàn gỗ, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Đây, màu sàn gỗ thực tế như quý vị nhìn thấy nó là màu gỗ óc chó mọi người nha. Nói chung là cái màu của nó cũng khá là đẹp. Đây, nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Tầng 3, 4 nó là như nhau mọi người nha. Đây, cho nên Ngọc Ánh sẽ quay tầng 3 thôi và lát mời mọi người lên tầng 5 luôn để khám phá cái tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây, cửa mọi người nhá, cửa nhà vệ sinh đây, rất là thoáng. Bàn đá lavabo, nước đây. Đó, có nước rồi mọi người nhá. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà để khám phá nốt cái tầng 5 của ngôi nhà này xem thiết kế như thế nào nhá. Quý vị ơi, trên phía tầng 5 của ngôi nhà đây ạ. Đó. Bước trên phía tầng 5 của ngôi nhà là có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ về dưới tầng 1, đó là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên tầng 5 của ngôi nhà đây quý vị nha. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là phần phòng thờ. Đấy, một cái khu vực phòng thờ thiết kế rất là hợp lý đấy ạ. Căn nhà 5 tầng 30m, 3 phòng ngủ riêng. Đây, phòng thờ riêng và sân phơi riêng đây ạ. Chính là phần sân phơi riêng của ngôi nhà đây quý vị nhá. Đấy, xung quanh thì dân cư ở đây thì nói thật với các bác luôn là quá là đông đúc rồi. Giá chào bán của ngôi nhà này 3 tỷ 400 triệu đồng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, cụ thể thì nó thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ Bất Động Sản Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.